Ngành điện tử vừa có hai kỷ lục Việt Nam đầu tiên về chăm sóc khách hàng. Không chỉ chạy đua về công nghệ và sản phẩm, các hãng điện tử tại Việt Nam còn đang cạnh tranh quyết liệt ở mảng chăm sóc khách hàng. Mới đây, Samsung Vina đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập hai kỷ lục, là đơn vị có hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng trong ngành hàng điện tử với nhiều trung tâm nhất và đơn vị có hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng đầu tiên trong ngành hàng điện tử có dịch vụ chăm sóc 24/7 thông qua tổng đài điện thoại và chăm sóc từ xa qua kết nối internet. Đây cũng là kỷ lục về dịch vụ chăm sóc khách hàng trong ngành hàng điện tử đầu tiên được xác lập tại Việt Nam. Samsung cho biết hiện đơn vị có 115 trung tâm chăm sóc khách hàng, phủ đủ 63 tỉnh thành cả nước với 3 mô hình cao cấp, chuyên biệt và trung tâm bảo hành. Công ty này còn triển khai tổng đài hoạt động 24/7, cung cấp và tư vấn cho khách hàng các thông tin, cùng với đó là dịch vụ hỗ trợ trực tuyến từ xa qua Internet. Với khách hàng đang sử dụng smartphone hay tablet của hãng, chỉ cần tải ứng dụng Smart Tutor từ Google Store để tạo ứng dụng trung gian kết nối. Riêng với TV, việc kết nối sẽ được thiết lập trực tiếp mà không cần cài đặt thêm.